lòng thăm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mai thu xanh. Những tình mặn mà làm tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy từng ngày thơ. Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu đông lúa thiết tha. Mẹ ra ngôi trong cha đùa xa. Em nam nữ đôi chiều hôn được đẹp duyên hạnh phúc trong năm, cha mẹ đôi bên được chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành lễ rước dâu. Để chúng tôi trân trọng kính mời đại diện nam chiêu hôn đến trình qua. Bằng những thuộc bình nữ chiêu hôn, kính thưa ông trân trọng, kính thưa ông đại diện, cuộc thân nghĩa hôm nay có hay diệt và bốn mâm thanh dịch trước cúng người quá cố, sau hai họ dùng lễ thảo. Mời ông trân trọng nhậm lễ. Kính thưa quý vị, quý vị lưỡng tộc và quan khách cũng như nam chú hôn đó, trình qua cái lễ hôm nay đây giữa sư gia thỏa thuận là không có mâm cầu gì đâu. Như vậy là ông đã trình qua cái lễ thượng hương cho cháu làm lễ. Ở trong đó có bốn mâm phẩm vật để dân cúng có quyền cho cháu làm lễ. Như vậy ông trân trọng nhậm lễ. Vậy là mời quà nhậm lễ gì trong đó là sư gia thỏa thuận để chế cho cháu được đèn mâm cầu cao. Chế mâm cầu với lông đèn. Vì vậy bây giờ thôi để cho nó lập xong ra trao qua rồi cúi đầu đi ông ơi. Hả? Khá từ đầu thôi cho đơn giản em đi. Chứ bây giờ lại hoài cũng dữ vậy ha. Dạ. Thứ hai á. Cũng vậy ta. Con trai xuôi gái ta thỉnh ý rồi là mình cứ việc chấp nhận để là cho nó tốt đẹp. Bây giờ chế hết thôi vậy. Nữ trang cho cô dâu hai trước mấy lần hôm nay dạ ta. Dây chuyền mấy ông chấp nhận giùm đừng qua nằm ba chuối đâu đưa ra đặng đưa vàng ra đi trong đeo ra không có đâu chưa sống rồi đi ra đi. Rồi từ từ từ. Ra tú này nè, ra tú luôn. Ra luôn đi. Nè, đây là quay thuốc đây nè, gắn ra đi. Thì cho qua trước hay sao? Vì nó gắn bông ra ha, dạ. Cho qua gì được. Nó đâm gắn kìa. Rồi, cho qua luôn đi. Thuốc chuyện ôm nè. Rồi sợi dây chuyền đâu, mày gắn chi ở mày lên. Bước lấy đi. Hả? Sợi chuyền đâu ông đây vậy? Ông cầm ông đưa cho nó đi. Ở đây nó nhập vào trong tủ. Đại ngang lên luôn. Đi ngọt
bà con cảnh sát xuống một trong nhà và phong dân dần thân đăng trình của thằng má ra 6 giờ đó là và ra cái vấn đề mà cái ngày quỷ bây giờ là rồi bắt đầu lại đi bắt đầu nghe quay à rồi xuống lượt nha sáng rồi đứng sáng rồi sáng rồi à, đứng đằng quay ha rồi quỳ xuống lại luôn đi hai cháu quỳ đi quỳ lại bốt lại con xin thần đó thưa ông thực tập kinh thưa là gì á tôi từng cái lễ lại hả đó à, bữa qua này bà cô bác và anh chị em nam nữ thân tộc đây là cái lễ ra mắt thân tộc hoàng nhà gái chúng tôi trân trọng giới thiệu của năm phần phần một nội tổ và ngoại tổ phần thứ hai ông bà bên nội bên ngoài phần thứ ba bác trai bác gái chú thím cô dượng dì cậu mợ nội ngoại tương tề phần thứ tư rồi cha mẹ phần thứ năm là anh chị và trước hết chúng tôi trân trọng giới thiệu về phần nội tổ ngoại tổ đã đứng vào cương vị của quyền bây giờ còn ông sáu đây là phương để cảm ơn ông sáu bừng hòa bình kìa lê phương đức bà ra mắt bà sáu vậy bà sáu cho cháu xá lại đó bà sáu rồi không có bây giờ đến cái mục thứ ba để chúng tôi trân trọng kính mời bác trai thành chủ tịch chứng khoán của ban an tấn quốc cai hôm nay hai cháu được ngày vui vẻ của nó thì chú tư xin tư uống cái rượu để cho cháu cái tạ con nó tạ cho hơn thầy bưng thì chúng tôi xin tư để cho cháu lại để cảm ơn chúng tôi xin tư trở về đi cũ hồi nãy là cũng rồi để còn không thôi rồi kỹ thuật mới rồi hai đứa à.
Kìa kìa, hết ơi, đám cưới vui quá, có muốn làm ông điện nữa em ơi. Đâu đâu, xoay hộp máy, cổng kia thấy rồi. Cổng hả? Ừ, cổng cho, đó đó, em thấy chưa vậy? Rồi, em thấy rồi, trời ơi, trông đẹp quá anh ơi. Nè, cũng hết ơi, sao thấy đám cưới của người ta, anh nôn quá trời à. Nôn nôn cái gì? Nôn chuyện của Út với anh đó. Cùng có cô dâu phụ, cùng có chú rể phụ, ai nấy
tiếng chân vui mừng câu chúc lành bên duyên. Đông đưa pháo tân hôn nổ vang cầu chào dương cô do mắt môi xinh đang vô phòng nhà trai. Chỉ là chi